Dạ. Hành trình phục cùng Jim đang chào với các bạn. Hôm nay mời chị các bạn ta cùng Jim đi qua ngắm nhìn đường phố thành phố Bà Rịa như các bạn, của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một trong hai thành phố rất là nổi tiếng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bên cạnh cái thành phố biển Vũng Tàu xưa nay như các bạn, thì thành phố Bà Rịa thành phố trẻ. Bây giờ các cái khu đô thị mới mọc lên nhiều ở thành phố Bà Rịa như các bạn. Hướng này là Jim đang đi về cái dòng xoay, đi về khu vực Hòa Long. Thì chỗ này đi thẳng tới phía trước là sẽ đến cái vòng xoay Hòa Long, sẽ rẽ về cái đường Võ Văn Kiệt. Bữa nay thì đi cái hướng này quanh qua cái bệnh viện Bà Rịa như các bạn. Đó, chỗ này phía trước là cái đường đi Long Khánh nè, rẽ trái mà đi Châu Pha, rẽ phải đi Long Điền. Bà Rịa thì có những cái con đường rất đẹp, rất là rộng thoáng luôn. Bữa nay đi qua đây ngắm. Tay trái là như bạn, đường này là sẽ đi về cái đường cao tốc. Bên tay trái là cái núi núi Dinh như bạn.
này là phía trước là vòng xoay Hòa Long nè chị các bạn, đi thẳng là đi xã Hòa Long, rồi trái là đi Long Khánh đó, đi theo cái quốc lộ 56. Giờ chỗ này sẽ rẽ phải, sẽ rẽ tay phải vào đường Võ Văn Kiệt. Núi Vinh này nha các bạn. Núi Vinh là con núi là xem con đường 2 đến lên xuống để tham quan và leo núi nha các bạn. Núi Vinh. Giờ đường này đường Võ Văn Kiệt. Đường phố của Bà Rịa nha, rất đẹp nha các bạn. Dạo vòng đường này là cái khu y tế, có bệnh viện, có trường y tế. Kiệt này sẽ đi thẳng hoài đến giao lại đường Phạm Hùng á.
này sẽ phải qua đường Võ Thị Sáu vậy các bạn, đường rất đẹp. Dạ, cảm ơn chị các bạn rất là nhiều đã cùng xem đi dạo qua đường Võ Văn Kiệt của thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hẹn gặp lại chị các bạn trong những clip tiếp theo. Cảm ơn chị rất nhiều. Nhìn xa xa là thấy cái núi núi Dinh này chị các bạn.